Việt Nam tới Indonesia. Hai. Tôi sẽ mang khoai lang Việt Nam tới. Saya akan membawa ubi jalar Việt Nam. Trồng ở đất nước bạn. Tôi sẽ mua đất ở Hàn Quốc. Không, Indonesia. Trồng ở đất nước bạn. Saya akan membeli tanah di Korea. Mày hiểu không? Không hiểu. Trồng ở đất nước bạn. Hiểu không? Tumbuh di negaramu. Hợp đất. Này. Giống khoai lang Việt Nam hợp đất ở đó. Varietas ubi jalar Việt Nam cocok untuk tanah di sana. Ubinya harus dipotong terlebih dahulu. Khoai tây cần được cắt đầu tiên. Ubinya harus dipotong terlebih dahulu. Khoai tây cần được cắt đầu tiên. Hiểu không? Hiểu không Việt Nam? Hiểu, hiểu. Nè. Mệt thật. Nè. Agar Anda tidak terlalu berat membawanya. Để bạn không quá nặng khi mang nó. Ok. Ê. Makin ke sini makin ke sana. Dia ngajak tôi sẽ mang nó đến đó. Saya akan membawanya ke sana. Rất đau đầu. Jangan lupa dipotong. Đừng quên cắt. Ok luôn. Ok luôn. Cảm ơn anh đâu. Cảm ơn anh đâu. Ok. Ok. Với anh đó. À. Ok. Ok. Nha. Nha. Nó sẽ. Nha. Nha phải cẩn thận. Nó sẽ chết khi bị cắt quá nhiều. Itu akan mati ketika dipotong terlalu banyak. Không, nè. Một chút. Mẹ. Ok. Thế ubi mọi người ơi nha. Ê, anh đất.
Ơi. Kenapa semua orang tertawa? Kenapa semua orang tertawa? Tại sao mọi người lại cười? Không biết. Yeah. Mọi người ơi, tại sao? Nè. Tại sao mọi người ơi à? Không hiểu nhỉ? Mọi người ơi, không hiểu. Không hiểu. Đâu hiểu. Hiểu làm sao hiểu được nhỉ? Nè, nè. Cảm ơn mọi người. Hanya kita berdua yang tahu. Chỉ có hai chúng tôi biết. Đúng. Cảm ơn chị An, cảm ơn mọi người. Kita mama udah pada lulus IPA, Dek, jadi paham cocok menyocok ubi. Duh, aku belum belum mama lo, guys. Tanam-tanam ubi. Pendi bae. Orang berubi. Kita berbahasa. Nih. Chúng ta sẽ nhân giống thật nhiều. Kita akan berlipat ganda. Đúng. Cái gì? Cái gì? Khoai lang. Ok. Khoai lang baby, hiểu không? Đúng. Đúng. Này. Nó chắc rất ngon và đẹp. Nó chắc rất ngon và đẹp. Pasti enak dan cantik. Apa yang cantik? Cái gì đẹp? Khoai lang. À, khoai lang baby. Ngon. Ngon. Dia tuh habis makan apa sih, guys? Aku jadi takut, guys. Tolong, tolong. Handsome lah, kiki kue lang, handsome. Handsome deh, pak. Đúng. Handsome, đẹp trai. Khoai lang handsome đúng. Đẹp ngon. Khoai lang xem. Không, không gần không. Ma. Bodoh lagi ni. Mana ada ubi ada perempuan sama laki-laki. Cảm ơn mọi người. Khoai lang baby. Đẹp. Ngon. Nè. Cái gì mà đặng thành khoai? Muốn sinh sản. Khoai lang. À. Đúng. À. Mình cảm ơn mọi người. Này, con mụ thanh hàng kia. Thích đặng thành